Cuối công xếp dợ và dã man nhỉ, đầy ư ư này. Bao nhiêu khối ở Hồng ơi? 1076 kiện. 26 khối à? Xếp sợ nhỉ. Nhất là cái cát tông nhỏ nhỏ này nó nhồi vào thì kín mít luôn. Anh tưởng cái cát tông ghé được chứ. Em tưởng cái cát tông hồi xưa Việt về Lamela nhập về ấy nhỉ? Cái giấy ăn ấy. Ừ. Hồi xưa nó nhập về 2000 kiện. Khác nhiều. Cái này là cái của anh nhẹ bất. Đúng rồi. Ôm bằng sống. Tụt phát này. Mày này, chưa gì 20 tháng 10 nói giúp chị em mày đã bàn rùn này, đã nói là mệt nghỉ rồi. Về còn phải tặng vợ đấy thật. Mà. Người ta bảo người đàn ông phải giỏi việc nước đảm việc nhà. Hôm nay 20 tháng 10 nha là ấy anh ạ, anh Trường ạ. Hôm nay lại trùng vào ngày rằm mà anh Trường. Hôm nay lại trùng vào ngày rằm à? Quay. Ô hay. Đưa lên. Ô các bạn xóa à, xe lưng xóa và làm sao được mà bỏ xe lưng xuống đó. Nhất là đưa lên để xe lưng, xe lưng xúc ra được. Dây của nó là không giờ nó bỏ hàng giữa ra. Cái con dây mỏng.